mặn như Võ Hoàng Yến, hết đòi nhét chai vào họng, lại gọi thí sinh là con. Trong mỗi tập phát sóng của The Face 2018, Võ Hoàng Yến luôn mang đến cho khán giả những tình tiết hài hước, vui nhộn. Dù Võ Hoàng Yến khóc lóc khi thí sinh ra về hay lớn tiếng châm chọc, chỉ trích Minh Hằng, Thanh Hằng vì kết bè kết phái, thì nữ siêu mẫu vẫn gây cười cho người xem. Trong teaser tập 7 vừa được ekip sản xuất tung ra, Võ Hoàng Yến chẳng ngại ngần gọi thí sinh là con khi thực hiện thử thách. Ở tập này, Quỳnh Anh, Tuấn Kiệt đóng vai cặp tình nhân hẹn hò lãng mạn bên ánh nến. Sau đó Quỳnh Anh lấy son môi ra và đọc slogan của nhà tài trợ. Đứng phía ngoài, Võ Hoàng Yến vừa hướng dẫn vừa nhắc thoại không ngớt. Đến khi thấy thí sinh Quỳnh Anh làm chưa đúng, Võ Hoàng Yến nhắc ngay, phải làm sang lên con ơi. Trước đó trong tập 6 The Face, khi Quỳnh Anh thực hiện thử thách nhóm không tốt, Võ Hoàng Yến cũng lớn tiếng mắng. Nhìn em uống chỉ muốn nhét cái chai trà sữa vô miệng em luôn đó. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến cũng là người thường xuyên phát ngôn giật tanh tách về chương trình. 5 lần 7 lượt, Võ Hoàng Yến tố Minh Hằng, Thanh Hằng là kết bè kết phái. Thậm chí Võ Hoàng Yến còn bạo gan xin đổi tên The Face thành The Bè Lũ. Đến lúc đội hình chỉ còn 2 thí sinh, Võ Hoàng Yến liền tố Thanh Hằng gây sức ép đến ban tổ chức The Face. Trên khắp các diễn đàn giải trí, một số khán giả bình luận: Yến làm gì cũng thấy buồn cười, thánh mặn mà của The Face đây rồi. Lúc trước tưởng rằng chỉ có mỗi Nam Trung mặn, nào ngờ Yến cũng mặn không kém. Dù chị ấy có mắng hay cãi nhau với ai đi chăng nữa, chị ấy cũng luôn được yêu thương. Nhìn biểu cảm của Yến tôi thấy buồn cười quá, hài hước không chịu nổi. Dù những người thảo mai ít ra cũng cần có người thẳng tính và vui vẻ như thế này chứ. Tôi xem chương trình năm nay hoàn toàn vì Võ Hoàng Yến. Xuất hiện thí sinh lên tiếng tố thẳng mặt huấn luyện viên Thanh Hằng bất công khiến Võ Hoàng Yến bật khóc. Tập 6 chương trình The Face Việt Nam 2018, gương mặt người mẫu Việt Nam 2018 kết thúc với kết quả thí sinh Bella của đội Minh Hằng là thí sinh được bước tiếp. Tuyết Như của đội Võ Hoàng Yến ngậm ngùi ra về với lý do từ huấn luyện viên đội chiến thắng Thanh Hằng. Em không phải là màu sắc mà The Face 2018 cần có ở những chặng đường tiếp theo. Đồng thời, huấn luyện viên Thanh Hằng cho biết không dùng mối quan hệ cá nhân, không kết bè kết phái và mong muốn tìm thí sinh mang màu sắc đặc biệt. Đó là lý do cô giữ lại Bella. Khi nhận được thông tin học trò của mình bị loại, chính Võ Hoàng Yến cũng thẳng thắn cho rằng đang chỉ cố gây áp lực lên ekip của mình và chương trình và đang cố tình sát phạt tìm Hoàng Yến. Em thua liên tục 2 tập và 2 lần thí sinh của em đều bị phải ra về, nhưng em chưa bao giờ nói gì. Khi em chiến thắng 2 tập liên tục thì chị đi nói ra nói vô với nhà sản xuất, với ekip của em, áp lực cho chương trình. Quyết định này của huấn luyện viên Thanh Hằng cũng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc, đặc biệt là fan của Võ Hoàng Yến. Nhiều ý kiến cho rằng từ những ngày đầu, Tuyết Như là người có thể hiện tốt cũng như có tiềm năng hơn hẳn Bella. Mặc dù được đánh giá là không phải dạng vừa, nhưng Tuyết Như vẫn phải ra về trong tiếc nuối và sự tức giận của huấn luyện viên Võ Hoàng Yến. Chinh chiến hàng chục sàn diễn thời trang trong nước, Trần Tuyết Như thuyết phục bộ ba huấn luyện viên tại vòng casting bằng chính khả năng catwalk điều luyện của mình. Tuyết Như từng tham gia nhiều TVC cho các nhãn hàng. Ngay sau khi rời khỏi nhà chung The Face 2018, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tuyết Như. Cô cho biết bản thân cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi phải ra về khá sớm, khi chưa thể hiện được nhiều những cá tính cũng như tài năng của bản thân. Đồng thời, khi được hỏi về kết quả của huấn luyện viên Thanh Hằng, học trò Võ Hoàng Yến cho biết cô sẽ học hỏi đàn chị, vì chỉ có Thanh Hằng mới đưa ra quyết định dậy sóng cư dân mạng như vậy. Cảm xúc của Tuyết Như khi huấn luyện viên Thanh Hằng nói câu em không phải là The Face 2018 như thế nào? Như đã không để ý đến câu Tuyết Như em không phải là The Face 2018, mà trong lúc đó Như đã suy nghĩ về câu giải thích của chị Thanh Hằng rằng lựa chọn của chị luôn nghĩ cho đại cuộc. Như tin rằng khán giả luôn có con mắt nhìn công tâm, đủ để định nghĩa hai từ đại cuộc trong The Face 2018. Thanh Hằng cho rằng loại Tuyết Như vì đại cuộc cho chương trình The Face, bạn có thấy điều này hợp lý không? Nếu chị Thanh Hằng cho rằng đó là đại cuộc, thì điều đó vẫn chưa đủ. Sự công nhận của khán giả, sự nhìn nhận của các huấn luyện viên còn lại mới là cái nhìn khách quan nhất. Vì vậy, hãy để khán giả đánh giá. Tuyết Như có phục với việc Thanh Hằng loại mình trước đối thủ Bella của team Minh Hằng hay không? Như phục chị Thanh Hằng vì chị có khả năng đưa ra một quyết định có thể khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Chắc chắn phải là người rất bản lĩnh mới có thể quyết định như vậy. Điều này Như sẽ học hỏi ở chị. Có phải là những xích mích với huấn luyện viên Thanh Hằng ở tập trước nên việc bạn gặp khó khăn hơn đối thủ ở vòng loại khi thuyết phục Thanh Hằng cho mình cơ hội ở lại hay không? Như không cho đó là khó khăn mà đó là cách để thử thách bản lĩnh của bản thân. Có chơi có chịu. Vinh quang lớn nhất của con người không phải là không bao giờ vấp, mà là đứng dậy sau mỗi lần vấp như thế nào.
sau tất cả như thấy mình đủ lớn và đủ bản lĩnh. Vì huấn luyện viên Võ Hoàng Yến cho rằng Thanh Hằng đã có những ý kiến với nhà sản xuất về việc cắt tin Võ Hoàng Yến chiến thắng 2 tập liên tục. Bạn có biết tin này và có chia sẻ về điều gì hay không? Chiến thắng của team Võ Hoàng Yến là sự nỗ lực của chị Yến và cả team. Và hơn hết sau khi phát sóng đó là sự đồng thuận và công nhận của khán giả truyền hình. Đã là huấn luyện viên, ai cũng có quyền lên tiếng và chất vấn ban tổ chức nếu họ cho rằng đó là quyết định không chính xác của các giám khảo khách mời. Như cảm thấy mình có điểm chung với chị Thanh Hằng ở điểm kiên quyết đấu tranh đến cùng cho team mình. Chị Hằng là một người bản lĩnh và mạnh mẽ. Như là đàn em sẽ biết chắt lọc những gì hay ở chị để học hỏi. Xin cảm ơn những chia sẻ của Tuyết Như. Võ Hoàng Yến bật khóc, lên tiếng tố thẳng mặt Thanh Hằng chơi chiêu tại The Face 2018. Sau khi biết tin Như Mỹ phải ra về, Võ Hoàng Yến thẳng thắn đặt câu hỏi với huấn luyện viên Thanh Hằng về việc từng làm căng thẳng với nhà sản xuất cũng như ekip khi team Võ Hoàng Yến chiến thắng 2 tập liên tiếp. Tập 6 của chương trình The Face Việt Nam 2018 vừa lên sóng. Mở đầu là lớp huấn luyện với giọng nói, một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng trong việc trở thành người mẫu quảng cáo. Trong khoảng thời gian thí sinh tự thực hiện thử thách trước đó mà không có sự can thiệp của huấn luyện viên, Lệ Nam đã không dùng câu thoại này cho đến khi Thanh Hằng vào hướng dẫn. Điều này vô tình trùng lập với cách diễn của thí sinh Tuấn Kiệt trong team Võ Hoàng Yến đã thực hiện trước. Và tất nhiên, Võ Hoàng Yến đã lên tiếng. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng tới lúc chị Hằng vào mới thay đổi thì khó mà không suy nghĩ. Thực hư đạo nhái như thế nào chỉ có người trong cuộc là rõ nhất. Nhưng có thể thấy sau những lần loại thí sinh của nhau, giữa Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến dường như đã bắt đầu tồn tại những xích mích khó bằng lòng. Trở lại phòng chờ báo tin cho hai huấn luyện viên còn lại, Thanh Hằng cho biết không dùng mối quan hệ cá nhân, không kết bè kết phái và mong muốn tìm thí sinh màu sắc đặc biệt. Đó là lý do cô giữ lại Bella. Bị mất đi học trò cưng, Võ Hoàng Yến không nổi cơn thịnh nộ như thường thấy nhưng lòng tràn đầy sự không phục. Chưa dừng lại ở đó, Võ Hoàng Yến còn thẳng thắn vạch mặt huấn luyện viên Thanh Hằng khi cho rằng đàn chị cố tình làm căng và gây áp lực với chương trình. Em thua liên tục 2 tập và 2 lần thí sinh của mình phải ra về nhưng em chưa bao giờ nói gì. Khi em chiến thắng 2 tập liên tục thì chị đi nói ra, nói vào với nhà sản xuất, với ekip của em làm áp lực cho chương trình. Võ Hoàng Yến ấm ức đến mức phát khóc và cho rằng việc chị đại liên tục loại học trò của mình là có mưu đồ. Võ Hoàng Yến cảm thấy tủi thân tột độ khi mà huấn luyện viên duy nhất chưa từng được chào đón một học trò trở về từ phòng loại. Huấn luyện viên Thanh Hằng đã thẳng thắn đáp trả, em nên nhìn lại những người xung quanh của mình trước cáo buộc của đàn em Võ Hoàng Yến. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy Võ Hoàng Yến và Minh Hằng ôm nhau tình cảm sau những ồn ào không hay trước chương trình quay hình. Kết thúc tập 6, team Võ Hoàng Yến chỉ còn vỏn vẹn 2 thành viên, trong khi đó team Thanh Hằng và Minh Hằng đang chiếm ưu thế khi giữ được mỗi đội 4 thành viên. Cán cân rõ ràng đang nghiêng hẳn về phía sông Hằng. Học trò Võ Hoàng Yến bất ngờ xung đột, tố nhau giả tạo sau khi giành chiến thắng. Thử thách chính của tập 5 The Face Việt Nam 2018 được thực hiện tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ với chủ đề Vì đôi mắt là vô giá đến từng giám khảo. Với những cảm xúc chân thật và sự truyền tải thông điệp một cách tinh tế, theo cách đánh giá của đại diện nhãn hàng, team Võ Hoàng Yến giành chiến thắng bất ngờ trong thử thách lần này. Tuy nhiên, một đoạn clip bên lề vừa được nhà sản xuất hé lộ lại cho thấy một diễn biến câu chuyện khác đằng sau. Thí sinh Quỳnh Anh đã thẳng thừng lên tiếng tố người chị cùng team với mình bằng những lời lẽ bức xúc và thất vọng. Cụ thể, khi vào viện dưỡng lão, Quỳnh Anh đã rủ Tuấn Kiệt và Tuyết Như cùng đi vào nhà thờ tổ để thắp hương. Tuy nhiên, Tuyết Như lại chần chừ chờ camera đến. Chính điều này làm thí sinh Quỳnh Anh vô cùng thất vọng. Mình cúng bái tổ nghiệp chứ không phải cúng bái camera. Tôi thấy chị thể hiện quá. Trước đó, giữa hai thí sinh team Võ Hoàng Yến cũng đã tồn tại những mâu thuẫn. Tuyết Như cho rằng Quỳnh Anh và Tuấn Kiệt cô lập mình. Trong khi đó, Quỳnh Anh chia sẻ về cú dọa tác của Tuyết Như dành cho mình trong lúc thực hiện thử thách. Hiện tại, team Võ Hoàng Yến là team còn lại số lượng thành viên ít nhất. Với những câu chuyện hậu trường lần lượt được lên sóng, khán giả càng hoài nghi về sự đoàn kết và tình cảm mà các thí sinh dành cho nhau. Khi đó là yếu tố quan trọng nhất giúp team Võ Hoàng Yến giành được chiến thắng trong cú lội ngược dòng trước nguy cơ banh team như nhiều đồn đoán.